Tại em đang sinh sống ở Bình Dương và đang làm trợ lý giám đốc cho một công ty Nhật ở Bình Dương. Trợ Ấy lý giám đốc mà nói chuyện rụt rè nhỏ nhỏ vậy, nói lớn chút coi. Làm việc ở Bình Dương, nhà ở đâu, hiện tại em cũng ở cùng gia đình ở Bình Dương. quê quán ở đâu? Em sinh ra ở Nghệ An. Ở Bình Dương lâu chưa? 12 năm. 12 năm. Em trợ lý giám đốc là em làm gì? Cụ thể là em làm công việc gì? Công việc chính của em là phiên dịch tiếng Nhật. Ồ. Và ngoài đó là sắp xếp kế hoạch của tiến độ của công ty. Hồi xưa giờ có đi Nhật chưa? Trước đây thì em có đi Nhật 2 năm. Ồ. Bây giờ hỏi coi cô gái ngồi ghế màu xanh cho tôi đi. Bây giờ em hãy tự giới thiệu về mình đi nè. Dạ xin chào MC Cát Tường, xin chào MC Hứa Minh Đạt, chào hai bạn nam bên kia cùng toàn thể quý vị khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Em tên là Trần Thị Phương Quỳnh, năm nay em 29 tuổi. Em hiện tại đang sinh sống và làm việc tại huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. Công việc của em là em làm quản lý điều hành cho Học viện Âm nhạc và Nghệ thuật Đồ Đê Mí. Wow, giáo viên thanh nhạc. Em là quản lý nhưng mà em cũng có dạy. Nhưng mà quê Quỳnh ở đâu Quỳnh? Em quê gốc ở Nha Trang nhưng mà gia đình đã chuyển vào đây sinh sống được 3 năm rồi ạ. Mình làm cái công việc bên đó là lâu chưa rồi? Em cũng làm được 5 năm rồi ạ. Cái trường đó là trường tư hay là trường như thế nào? Dạ trường đó là của em và em trai em đồng sáng lập. Ủa là làm chủ Học viện Âm nhạc á hả? Là hiệu trưởng hiệu phó luôn á hả? Ngày hôm nay em tới đây với ai? Dạ em đến với em dâu của em. Phúc đi với ai? Em đi với cô Nguyễn chị gái và bạn học thời đại học. Chị ruột luôn hả em? Hả Phúc? Chị ruột rồi. À rồi, bây giờ đến chàng trai ngồi ở ghế bên phải nè, ở ghế màu đỏ nè. Em chào chị Cát Tường, chào Hứa Minh Đạt, chào các bạn khán giả. Em tên Nguyễn Xuân Tùng, sinh ngày 27 tháng 11 năm 1982, sinh sau Minh Đạt một ngày. Trời biết ngày sinh của Minh Đạt luôn ha, sinh sau Minh Đạt một ngày. Nghề nghiệp của em là giáo viên, chuyên môn là dạy thể dục. Và ngoài ra em còn làm bên với mảng bóng đá của chuyên nghiệp. Hèn chi tướng ngon ha, đứng lên coi. Ngon, chắc, rồi, ngon, được. Rồi được. Ui sao sinh sao tôi mà sao bự hơn tôi vậy? Ừ ta sinh sao ngày mà tao. Ôi để ý tôi quá à. Quê Tùng ở đâu? Em sinh ra và lớn lên ở Bình Dương, gốc thì ở Thanh Hóa. Rồi hiện giờ đang làm việc ở đâu? Dạ ở Thủ Dầu Một Bình Dương chị. À bữa nay hai chàng trai đều ở Bình Dương hết. Tham gia chương trình có ai đi chung với mình không Tùng? Số là buổi chiều hôm nay em đang có một cái buổi học để thăng hạng bên nhà nước á chị. À. Nên là cập rập quá nên là em cứ vậy là em xin phép thầy cho cái chạy luôn. Ồ ok không sao, có gì bữa nay chị sẽ làm người nhà của em ha. Chị sẽ tư vấn giúp cho em. Rồi mời cô gái bên chiếc ghế màu đỏ bên kia. Chờ gì nữa em tự giới thiệu mình đi. Lời đầu tiên em xin gửi lời chào đến chị Cát Tường và anh Hứa Minh Đạt cùng hai bạn nam bên kia, cùng toàn thể khán giả trường quay của ngày hôm nay. Em là Phan Thị Yến, năm nay 30 tuổi, em đến từ Thanh Hóa. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại quận Gò Vấp. Công việc chính của em là làm điều dưỡng. Điều dưỡng? Dạ, điều dưỡng chăm sóc nhi. Mà bệnh viện dạ, gì? Bệnh viện ở Gò Vấp luôn. Y tá? Dạ. Điều dưỡng thì cô y tá là xinh đẹp nha. Rồi hôm nay mình đi với đây, đến đây mình có đi chung với người thân của mình không? Dạ có ạ, em đi cùng với tất cả đồng nghiệp ở cơ quan em. Đi mấy người? Dạ 10 người. Hả? Dạ 10 người ạ. 10 người? Wow. 10 người lận hết Tùng ơi. Có nghĩa là hôm nay ủng hộ cho Yến rất là cao luôn. Nhưng không sao nha, đừng lo lắng, đừng sợ hãi gì hết. Có một cái cảm giác hình như là... Sao? Tùng có cảm giác gì Tùng? Không biết là có phải bằng Yến này hay không? Là quen hả? Thì em có kết bạn với một bạn tên là Phan Yến, cũng làm bệnh viện Nhi ở Gò Vấp. Phan Yến bệnh viện Nhi Gò Vấp, còn này là Phan Thị Yến, cũng có thể là Phan Yến đó. Kết bạn trên Facebook mà phải không? Mà nhà cũng ở Thanh Hóa. Mà kết bạn trên Facebook hả? Dạ, có kết bạn trên cái phần bạn muốn hẹn hò ở Facebook. Wow. Vậy là có thể Phan Yến, tại vì có thể người ta lượt bớt chữ mà thị thôi. Không biết. Mấy đồng nghiệp ngồi dưới cười quá kìa. Nhưng mà em đã gặp bạn Yến ở ngoài đời chưa hay là mới kết bạn? Dạ em nhìn thấy trong ảnh luôn. Vậy thì hôm nay nếu mà phải duyên thì mình gặp nhau ngoài đời. Đúng rồi, trời ơi, đi đâu lanh quanh. Bạn Yến này có một cái răng khểnh. Có một cái răng khểnh. Phải không? Bạn sai rồi. Có răng khểnh rồi hả? Có hai cái răng khểnh lận. Đúng rồi. Hai cái răng khểnh đúng luôn. Hai cái răng khểnh lận chứ không phải một cái đâu. Hai bạn tự hỏi nhau vài thông tin coi có phải mình đã từng nói chuyện với nhau chưa. Rồi mời Tùng. Em có nhắn tin cho bạn Yến có chúc buổi sáng, chúc ngủ ngon, chúc buổi tối gì đó. Bạn dạ cảm ơn anh, vậy thôi. Hỏi phải không? Ý là hỏi phải em không đi. Mà có đúng không bạn Yến? Đúng ạ, đúng ạ, đúng ạ. Wow. Và em
em có nói một câu là không biết đến khi nào mới gặp được em. Không biết đến khi nào mới gặp được em. Bạn đó có trả lời không? Mẹ không trả lời, bạn xem thôi. Phải duyên số mới khớp được vậy. Đúng chứ rồi, chứ chương trình đâu có biết là các bạn kết bạn với nhau đâu. Em cũng có một cái điều này muốn tâm sự. Tâm sự? Tức là em chỉ là thấy cái chương trình này là em nghĩ là chương trình offline thôi. Ừ. Em mới bấm vô em đăng ký, em bụng bụng rồi em đang bấm vô đăng ký vậy đó. Ừ. Ai ngờ đó là chương trình online. Ừ. Rồi có bạn biên tập mới gọi là thuyết phục em tham gia. Thì em nghĩ là chắc đó là cũng là cái duyên. Duyên đúng rồi đó em. Bao nhiêu con người. Em nghe thông tin bạn nói là em cứ ngỡ mà không phải hay không. Dạ. Không. Ok, vậy thì hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu nhau kỹ hơn một chút xíu. Ủa nó nghe nè. Em coi hình của Yến rồi phải không? Nhưng mà em không biết là bạn Yến phải bệnh. Nhưng mà Yến có coi hình của ảnh chưa? Dạ có rồi nhưng mà em cũng quên rồi. Sao sao? Không có ấn tượng phải không? Ừ, cũng có nhưng mà em cũng ủa sao em đọc tin nhắn của tao mà em không trả lời vậy? Ủa nhưng mà chị đâu phải chắc chắn là bạn Yến đó đâu chị. Tôi cứ cho như là phải đi, đọc tin nhắn tao không trả lời. Tại vì đôi lúc em cũng bận nhiều công việc quá. Dạ. Đôi lúc mở ra thì mình cũng chưa kịp trả lời gì đâu. Hơi hờ hững chút xíu ha. Hy vọng hôm nay có một cái duyên gì dính nhau để mình đỡ hờ hững nữa ha. Hôm nay nãy giờ mình nghe câu chuyện của người ta mình cảm thấy như thế nào? Đó giờ có rà quen ai trên Facebook rồi kết bạn gì chưa? Có sử dụng chơi Facebook nhưng mà vẫn chưa có tương tác ở trên. Chưa tương tác được phải không? Tự tin lên chứ nãy giờ hơi rụt rè nha. Rồi điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em cũng tình cảm. Sống tự lập sớm cho nên là cũng làm được tất cả việc nhà, cũng chơi được nhiều môn thể thao. Thể thao chơi môn gì? Chơi golf, chơi võ thuật. Có chơi golf nữa, chơi võ thuật cũng chơi golf là một môn rất khó. Chơi cái đó ha. Có điểm yếu gì không? Điểm yếu của em là con ngại về cái giao tiếp với các cái bạn khác giới, khá là rụt rè. Mà nó nghe nè, mình chơi thể thao đồ lum lá ra mà sao nó kiểu như nó hơi mong manh dễ vỡ vậy cơ? Chắc là chơi nhiều quá vậy. Chơi nhiều quá nó cũng bị vậy, phản tác dụng hả? Con gái bên đây có rụt rè không nè? Em là người khá mạnh mẽ và quyết đoán. Một khi em đã muốn làm điều gì đó thì chắc chắn sẽ cố gắng hết sức để đạt được điều đó. Thứ hai là em cũng sống tình cảm. Còn điểm yếu thì em cũng hay quên. Thì nhiều công việc ví dụ thì, em quên cái gì? Ví dụ những cái công việc nhỏ thì thường là phải là có người nhắc. Hoặc là ví dụ có giận hờn gì đó thì em cũng quên nhanh lắm. À quên cái đó thì hay đó ha. Giờ em nhắc nè, cái này để em chi vậy? Cái này là món quà lát nữa em sẽ tặng cho họ nhà trai cùng với hai MC và toàn thể khán giả. À. Rồi bây giờ chị muốn nghe thông tin của Yến một chút xíu nè. Tại vì trường nghe bên đây bạn trai giới thiệu mình cũng tò mò chút xíu. Yến thì sao Yến? Những điểm mạnh điểm yếu của mình là như thế nào? Điểm mạnh của em là biết nấu ăn ạ, là mẫu người của phụ nữ gia đình, ca hát. Còn điểm yếu của em là kỹ tính, cũng khó tính. Mà nãy nghe có thích ca hát, có thể mời Yến hát một bản được chứ? Đúng rồi, vỗ tay. Trời ơi. Dạ, em xin gửi tới hai bạn bên kia, hai MC cùng toàn thể khán giả một bài hát Tình Anh. Thuyền xa sông, thuyền tìm ra biển lớn. Theo tiếng gọi ngàn con sóng khơi xa. Thuyền có hay sông nặng lòng yên ả. Vẫn đợi thuyền nhớ bến sẽ quay về. Ngày anh đi để mình em đứng đó. Anh có hay lòng em mãi thương anh. Đừng cách xa cho mi buồn đẫm lệ. Rồi vì người đi mãi sẽ không về. Dạ. Cảm nhận giọng hát của Yến như thế nào? Dạ bạn hát rất ngọt ngào ạ. Rất là ngọt ngào. Dạ. Mình cũng nên đáp lại đi. Thì em cũng giới thiệu cái điểm mạnh và cái điểm yếu của em trước. Ừ. Em cứ dễ hòa nhập được với mọi cộng đồng, có thể mạnh dạn trước đám đông. Về cái mảng văn hóa, văn nghệ và thể dục thể thao, mọi thứ em biết chút. Em biết chơi các môn thể thao: bóng chuyền, bóng đá, bóng rổ, cầu lông, bóng bàn, cờ tướng, cờ vua, bi da, bơi lội. Banh đũa biết không? Banh đũa biết không? Biết. Trời ơi, banh đũa. Cái đó nhỏ em chơi là ok luôn. Đúng còn rồi, về, thầy giáo dạy mà phải đâu. Còn văn hóa văn nghệ thì em có thể là hát các thể loại nhạc. Biết hát nhưng mà không hay lắm. Dạ. Thì khuyết điểm của mình là gì? Hơi nóng tính, nhưng mà xong rồi thì thôi rất là nhanh nguội. Thế thì bữa nay em định hát tặng mọi người cái thể loại nhạc gì? Bạn bên kia có cái đàn guitar, em cũng nhờ cái đàn guitar đó tặng bạn. Ok, anh sẽ đờn cho em. Ủa ai đờn? Em. Rồi hát đi nè. Tôi chơi luôn. Vì đó là em đi ạ. Vì đó là em. Không cần biết em là ai. Không cần biết em từ đâu.
Không cần biết em ngày sau, ta yêu em bằng mây ngàn biển rộng, ta yêu em qua đông tàn ngày tận, yêu em như yêu vùng trời mênh mông. Dạ hết rồi. Chưa có hợp ý anh ấy. Tông gì vậy? Dạ. Tông gì á? Tông đơ đó em. Tông đơ đó em. Tông đơ chứ mà. Gì hết trơn á. Bởi vậy anh tông trong em đơ luôn. Rồi. Thôi nhưng mà như vậy là vui rồi, mình giúp vui cho chương trình thôi mà. Thôi bây giờ mình vô tình trường nè. Tình trường sao em trai ghế xanh? Em thì từ trước đến giờ thì đã từng trải qua hai mối tình. Hai mối tình. Một mối tình là vào thời sinh viên. Ừ. Cũng hơn một năm một chút. Hơn một năm sau chia tay. Lúc đó cũng đừng còn trẻ, cuộc sống cũng chưa có ổn định. Mối tình thứ hai thì mối tình sau khi em đi làm cách đây gần 2 năm rồi. Thời gian đó là cũng tìm hiểu một thời gian ấy. Được bao lâu? Cũng gần được một năm. Tính cách quan điểm không có hợp ấy. Không hợp là không hợp về cái vụ gì? Ví dụ như em thì em muốn sống ở khu vực miền Nam ấy. Và đó ví dụ lại muốn về ở ngoài Bắc. 2 năm nay ở không? 2 năm nay vẫn chưa. Vấn đề công việc ấy. Bận lắm hay sao? Khá là bận. Rồi vậy giờ có bạn gái thời gian đâu mà chờ chăm sóc bạn gái rồi đi chơi rồi hẹn hò với bạn gái? Không, tức là cái thời gian để mà mình tìm hiểu ấy, tức là ấy là mình chưa có thời gian để có cơ hội để gặp được cái nửa bên kia thì. Chứ thời gian vẫn có mà, vẫn chơi thể thao, chơi đủ thứ môn mà đúng không? Rồi. Chị sao? Nhút nhát mà biết chơi, nhút nhát chơi boxing đồ chứ. Một cái tướng mà lớn chơi boxing là bóc sao trời? Người của em thì có hơi ổn nhưng mà em thì có sức mạnh khá là tốt. Em có thể bốc được 120 kg. Hít đất cho tôi 15 cái đó. Giờ chương trình này tôi chưa bắt ai hít đất. Wow. Một, đếm đi quý vị. Nhanh, tốc độ nhanh lắm. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tốc độ nhanh ha, khỏe. Đưa hết một cái nữa. Hỏi một chút xíu nè, giỏi quá. Rồi học tiếng Nhật, tiếng đồ nữa. Rồi mình có cái dự định gì riêng cho tương lai mình không? Phát triển sự nghiệp của mình không? Thời gian đi ở Nhật về cũng vào công ty làm thì cũng định hướng là tương lai một thời gian sắp tới có thể ra để mở công ty riêng. Mở công ty riêng? Công ty làm về cái gì? Bên công ty của Phúc thì đang làm về mạng thiết kế máy tự động. Vốn lý nó đủ hết chưa? Để dành được đủ chưa? Về vốn liếng thì cũng đã chuẩn bị đầy đủ. Được nhiêu rồi? Mình thiệt tình mà em ơi, thời buổi giờ có sao nói vậy đi. Khoảng 3-4 tỷ. 3-4 tỷ. Trời ơi. Em làm gì mà trời ơi giỏi quá, thấy chưa? Em thấy chưa? Thấy chưa Đạt? Giỏi lắm á. Cái này có thể mở thêm cái trường dạy boxing nữa rồi đó. Kết hợp với là cái trường dạy nhạc này nữa, hay quá chị Tường ơi. Rồi thôi để nó đi, rồi tới tình trường bên kia đi. Cái vụ đó tôi nghe tới 3-4 tỷ là 2-3 tỷ là tôi im rồi. Giỏi quá, giỏi quá. Giỏi quá anh. Giỏi quá anh ơi. Về mình kìa, tại sao tới bây giờ vẫn cô đơn với một cô bé giỏi, tài hoa, có thể tự quán xuyến được cả một cái trường học? Thật ra thì em cũng rất là tập trung cho công việc, cho nên em không có thời gian để đi tìm hiểu nhiều. Với lại tính em trước giờ cũng ít chủ động. Nếu mà em thấy người ta hời hợt quá, không có sâu sắc á, thì em cũng không có muốn phát triển thêm. Vậy là mình được mấy mối tình rồi? Em mới có một mối tình, thì mối tình này rất là sâu sắc. 7 năm. 7 năm? 7 năm. Trời ơi, 7 năm sao chia tay vậy em? Tại vì bạn này bạn rất là giỏi. Bạn được định hướng đi tu nghiệp sinh ở Nhật. Bạn hiện tại có quốc tịch Nhật luôn rồi. Không có ý định trở về Việt Nam nữa. Cho nên là tụi em mỗi người sau này đều có một định hướng riêng hết. Em thì phải phát triển sự nghiệp ở đây nên là tụi em chia tay. Mối tình một người đi Nhật và một bên kia là 2 năm ở Nhật đi về. Lát xuống bắt xe. Nhưng mà chàng trai này là đi Nhật nhưng mà người ta về là ta muốn định hướng phát triển ở Việt Nam, chuẩn bị mở công ty ở Việt Nam. Bây giờ em đã quên hẳn anh ấy chưa? Hay là còn hy vọng chờ đợi? Dạ, tụi em chia tay năm 2017 rồi chị. Ồ, cũng lâu lắm rồi. Dạ. Hy vọng là em sẽ tìm được một người mới trong tương lai nha. Dạ, cảm ơn chị. Cụ thể là ngày hôm nay có thể thấy cũng có dính cái Nhật đó, chắc được á. À, mình sao? Dạ, em thì nói chung là về đường tình duyên thì gọi là lận đận. Mấy mối tình mà lận đận? Em không, khoảng 5 mối tình. 5 mối tình? Dài nhất là 5 năm. Và ngắn nhất thì là 1 năm. Cái mối tình 1 năm là chị không nói, nhưng mà cái mối tình 5 năm là rất dài. Không hợp ở cái điểm nào mà phải chia tay em? Bạn ấy quá trẻ con. Bây giờ bé đó cũng vẫn dạy trong cùng trường với em. À vậy hả? Vẫn gặp nhau nói chuyện bình thường. Em thì được cái là khi mà mình chia tay với một người bạn gái nào đó
thì người ta vẫn trân trọng, vẫn quý mến mình, vẫn hỏi thăm mình, chứ không phải là xem nhau như người xa lạ. Mối tình đó là chia tay lâu chưa? 4 năm. Mối tình gần đây rồi nhất sau nữa là mối tình nào? Một năm. Một năm tới tuổi kết hôn rồi đó, tại sao chia tay luôn? Bạn ấy quá kiểm soát anh. Ngày 24 tiếng đồng hồ thì coi như mình bảo tin nhắn, không trả lời thì gọi là giận hờn vu vơ, thì cùng lúc nói chung là em cảm thấy là bạn ấy không có tự tin trong cái chuyện tình yêu. Bạn ấy rất là giỏi về cái mặt cuộc sống công việc. Em có chia sẻ một cái điều là những bạn gái cũ của em đó, em chia tay ai em cũng coi là bạn. Chờ hỏi Yến đi. Yến ơi, dạ. Ví dụ bây giờ em có một người bạn trai, nhưng mà người bạn trai này là hàng ngày đi làm, ngày nào cũng gặp cái người bạn gái cũ mà quen tới 5 năm trời. Dạ. Em có bị ảnh hưởng lung lay tình cảm, em có ghen tuông gì không? Dạ cũng có. Quan trọng là mình thôi, mình sẽ rõ ràng cái mối quan hệ đó. Tình trường của Yến sao nào? Em thì có 3 mối tình chị. Mối tình gần nhất là chia tay năm 2017, yêu nhau được gần 3 năm. Vì sao chia tay? Cũng có nhiều lý do. Lý do quan trọng nhất là bên gia đình bên đó cảm giác em không nhận được sự tôn trọng bên đó. Đó là gia đình bạn trai không thích em hay là gia sao? Đình... Dạ vâng ạ, em cảm nhận được điều đó. Thời điểm đó cũng chưa gặp gia đình bên đó. Chưa gặp luôn mà, chưa, vậy là chưa về gia đình luôn. Bạn trai em nói cho em nghe hay sao? Dạ bởi vì khi mà chia tay á, trước đó em có hỏi nhưng mà bạn ấy không phủ nhận điều đó là gia đình không thích. Đến cái phút cuối cùng á, khi bạn ấy đi lấy vợ á, em vẫn hỏi lý do cuối cùng á, bạn nói là gia đình không thích mình. Người ta có vợ luôn rồi. Dạ, chia tay khoảng được 2 tháng là cứ bước. Giờ mình sẽ thăm hỏi thêm ý kiến của người thân một chút đi. Họ nhà gái rất là đông. Nhà gái rồi nè. Em gái đã cầm sẵn micro rồi, mời em giới thiệu đi ạ. Em đi ủng hộ cho bạn nào vậy? Em xin tự giới thiệu, em là Ngân, em là đồng nghiệp của chị Yến ạ. Xin chào chị Cát Tường, anh Hứa Minh Đạt và các quý vị khán giả trong trường quay ạ. Em đã làm chung với chị Yến khoảng 3 năm. Chị Yến là một người rất là tình cảm, nhẹ nhàng với đồng nghiệp, với bạn bè và cả với bệnh nhân nữa. Chị Yến là một người rất là tuyệt vời. Chị có một cái tính xấu là hơi kỹ tính. Dạ. Nhiều khi tụi em cũng nhắc là đừng có kỹ tính quá bà ơi chứ. Có phải là do bệnh nghề nghiệp không em? Dạ có thể chị. Mà tại vì nhiều khi kỹ tính quá đó nên là gặp ai cũng không ưa hết đấy. Nên khó lắm. Dạ. Gặp đâu thấy vi trùng. Vi rút. Em nhận xét về hai chàng trai của chương trình như thế nào nè? Em thấy là hai anh thì có rất là nhiều điểm phù hợp với chị của em. Tại vì đều là người ở gốc của miền Trung đúng không ạ? Anh ghế đỏ thì lại rất là có duyên với chị Yến. Cảm nhận của em á, thì em cảm thấy là em thích anh ghế xanh hơn. Lý do? Tại vì em cảm thấy ảnh có một sự điềm tĩnh ở bên trong ảnh, mặc dù ảnh hơi nhút nhát một chút xíu nhưng mà em thấy ảnh rất là điềm tĩnh. Còn anh áo đỏ, anh ghế đỏ thì nãy anh nói là anh có một khuyết điểm đó là hơi nóng tính, mà tính chất của công việc của chị Yến á, thì trực đêm rất là nhiều và phải cần một người đàn ông có thể quan tâm chăm sóc cho gia đình nhiều. Cảm ơn em. Rồi có 11 người đồng nghiệp ở dưới là mỗi người một ý luôn á. Thôi chết luôn á. Bàn tán nhau quá trời luôn rồi kìa. Bây giờ qua đẹp tới giờ người quyết nhà đoán là Yến thôi. Bạn gái màu ghế màu xanh ai ạ? Dạ em chào chị Cát Tường và anh Hứa Minh Đạt và toàn thể quý vị khán giả. Em tên là Nhật Thi, em đến đây ủng hộ chị Quỳnh với tư cách là em dâu. Chị Quỳnh là một người phụ nữ thuộc tiếp hiện đại và độc lập, cho nên là bản thân chị Quỳnh có một cái cá tính rất là đặc biệt. Ngoài những lúc trong công việc ra thì chị Quỳnh vẫn luôn dành thời gian để chăm sóc cho gia đình, và đặc biệt là chị Quỳnh nấu ăn rất là ngon. Thì em cảm thấy là một người đàn ông phù hợp với chị Quỳnh là một người đủ điềm đạm để có thể hài hòa được với lại cá tính mạnh mẽ của chị Quỳnh. Thì theo em nhận thấy là hai anh ở trên đây là anh nào cũng có cái chất riêng và cũng rất là ok hết. Nhưng mà cái này là xét về cái gu của chị Quỳnh thôi, tại vì hai chị em cũng hay tâm sự với nhau á, thì em cũng nghiêng về anh ghế xanh hơn. Hai anh chị khi mà gặp nhau và cùng màu ghế thì hai anh chị sẽ cùng nhịp đập cảm xúc với nhau. Dạ em xin hết. Rồi cảm ơn em. Đó là ý kiến của họ nhà gái. Bây giờ mời Đạt hãy phỏng vấn ý kiến của họ nhà trai. Dạ em xin chào chị Cát Tường. Dạ, dạ chào anh Hứa Minh Đạt và chào các khán giả của trường quay. Em là Phạm Thị Lan, là chị gái của Phúc. Em ấy là do là đi học nhiều rồi là đi nước ngoài nữa nên là không có cái thời gian để tìm hiểu, rồi nay cũng lớn rồi, nhà cũng nôn. Hối ha chị ha, nhà hối ha. Em thì rất là hiền, có lẽ chắc vậy nên khó kiếm bạn gái hay sao đó. Em rất là thương em ấy, tại vì đi tự nhiên một mình như vậy rồi tự buôn ba như vậy. Mẹ thì yếu mà mẹ thì ở quê vào ở nông thôn cho nên tất cả mọi thứ là do em ấy tự. Yeah. Trong nhà không có ai giúp đỡ hết phải không? Tự mưu sinh đúng không? Ở góc độ của chị thì chị chấm cô ghế xanh. Cảm ơn chị. Rồi, anh trai, mời em. Em là bạn học của Phúc đúng không? Dạ, em là bạn đại học với Phúc ạ, rất thân với Phúc ạ.
Rồi, bạn này học là học ở đâu? Tính Phúc đúng không? Học đại học Bách Khoa. Ồ, học đại học Bách Khoa nữa hả? Phúc học đại học Bách Khoa xong đi làm ở đây một năm ở Viettel, rồi sau đó là tự đi học tiếng Nhật rồi tự đi Nhật. Bạn ấy có điểm yếu là cứ đứng trước phái nữ là bạn ấy run rồi bạn ấy không nói được. Bản thân hồi đi học phải biết có tật xấu gì không? Hồi xưa bạn đi học nó khác với các bạn khác là bạn phải tự kiếm tiền rồi tự mua máy tính, tự mua xe máy, tự mưu sinh suốt sinh viên. Nên là có thể là cái cách ăn mặc của bạn ấy không có chỉnh chu hay là không có đẹp bằng các bạn mà bên kinh tế. Không sao em, tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Cảm ơn em nha. Thầy giáo của tôi đi một mình, tôi xin đại diện họ. Đó, đây. Đúng không? Dạ đúng tôi rồi chị. Tôi xin đại diện họ nhà trai Tùng, đẹp trai. Đúng, có. Cho em con trai đính chính. Theo các bạn nữ chia sẻ thì mình cũng muốn chia sẻ lại. Riêng bản thân em, đối với những người yêu của em trước đây, chưa bao giờ em có một lần nổi nóng. Thậm chí bạn đó sai, em vẫn là người xin lỗi đầu tiên. Em vẫn là người xin lỗi đầu tiên. Mình không hơn thua gì với người yêu của mình cả. Còn đối với người phụ nữ, em mồ côi cha lúc em mới 5 tuổi. Từ khi học cấp 2 trở lên là em cũng tự lập, mưu sinh, làm tất cả các việc từ phụ hộ, làm công nhân, làm tất cả mọi thứ. Đi làm rồi sau này mới quay lại học sư phạm, rồi mới đi dạy. Trong người em lúc nào cũng suy nghĩ là sau này dù thế nào, khổ như thế nào cũng không để cho người phụ nữ của mình phải khổ, phải rơi lệ như vậy. Chị hiểu mà, chị đồng cảm với em. Cho nên chị thật sự nếu em không nói thì chị cũng đang chuẩn bị định nói về cái chuyện nóng tính của em. Thật ra là người ta nói khuyết điểm mình nóng tính vậy thôi. Nhưng mà giống như Tường cũng vậy nè. Tường ai hỏi mình khuyết điểm là gì thì Tường cũng là nóng tính. Nhưng thật ra cái nóng là mình, nếu mình cảm thấy cái điều đó nó sai thì mình buộc phải lên tiếng. Đó, tôi bảo vệ nhà trai của tôi một chút xíu thôi. Thiệt. Rồi, tự động phấn đấu vươn lên. Bây giờ người ta cũng có công việc làm ổn định nè. Mình vẫn đang sống với mẹ đúng không em? Thực ra là mẹ em ở nhà, em sống xa nhà. Rồi em tự lập bươn chải, em đi dạy rồi tính là mua nhà trước. Nhưng mà thực ra lúc trước thì em thích xe. Em làm mua xe trước. Xe là bây giờ mình mua xe mình đi, em mua xe kinh doanh. Thứ nhất là em mua một chiếc xe để em kinh doanh. Để em làm thêm đưa rước học sinh mỗi ngày. Ồ vậy đó hả? Vậy là phải xe lớn chứ. Dạ chiếc xe lớn. Là sau đó em lấy dựa vào cái đó em kiếm rồi em đam mê của em lại mua một chiếc xe nhỏ em đi. Cái xe lớn đưa đón học sinh là mỗi ngày sáng chiều luôn hả em hả? Buổi sáng em dậy đến 10 giờ rưỡi em chở học sinh từ 10 giờ rưỡi đến 12 giờ. Em lái luôn hả? Dạ em lái. Dạ. Em dậy xong rồi em ra em đi rước học sinh luôn cho các lớp em. Là xe mấy chỗ? Xe em thì có 9 chỗ. Em dạy bơi, em mở câu lạc bộ bóng đá em dạy. Rồi em liên kết với BKMF Bình Dương bóng đá và là bên mạng bóng đá chuyên nghiệp nữa. Nói chung là cái công việc mình tự tạo ra thôi. Quan trọng là mình có chịu làm hay không. Rồi có thời gian để cho bản thân rồi có thời gian. Có chị. Nói chung là thời gian mình tự cân đối được hết. Dạ, đúng còn rồi. Sức còn cài. Còn sức không? Còn. Cài. Đây bây giờ mình mở cửa, còn sức mở cửa không đây nè. Còn chứ. Còn, mở cửa trái tim nha quý vị. Wow. Mở cửa trái tim. Rồi. Mình đã từng gặp nhau. Mình đã từng gặp nhau. Đúng hả? Mình đã từng gặp nhau. Gặp nhau. Mọi người im lặng luôn vậy. Nãy mình hứa hẹn như thế nào? Đây. Gấp vậy hả anh? Mình phải liền như vậy. Trước giờ em cũng rất ít chơi guitar. Hôm nay thì cũng mong là... Khó không? Nè, em ngồi ghế anh dễ hơn nè. Dạ. Đó, nó ra dáng một cái nghệ sĩ gì đó. Wow. Thật ra là rất lâu rồi mới chơi lại guitar, tay cũng chai luôn. Em sẽ trình bày một bài hát chắc là cũng khá quen thuộc với mọi người, là bài Lời Yêu Thương của nhạc sĩ Đức Huy. Trời của miền nhiệt đới trên đôi vai em buông trần cho anh mơ mộng. Anh muốn được cùng em về miền biển vàng, mình sẽ sống những ngày hè ươm nắng dưới bóng dừa lạ lơi, sẽ nói yêu anh mãi, nói những lời yêu thương đã từ lâu ôm ấp trong lòng hoài. Lần đầu gặp anh trên phố em ngẩn ngơ, em thẫn thờ như người ngu mơ. Chỉ một lần nhìn vào đôi mắt anh đã
lạ xóm. Những ngày hè ươm nắng dưới bóng dừa lạ lời, sẽ nói yêu anh mãi, nói những lời yêu thương đã từ lâu ấm ấm trong lòng ngoài. Em muốn được cùng anh về miền biển vắng, mình sẽ sống những ngày hè nhuộm nắng dưới. Nãy giờ bình tĩnh lại chưa? Dạ. Mở cửa trái tim ra một cái là tôi thấy là tùm lum tà la hết trơn á. Người che mặt, người bịt mắt gì đủ thứ hết. Rồi, thầy giáo nói trước, cảm nhận của em như thế nào khi cánh cửa trái tim này mở ra? Anh rất là bất ngờ. Thì hôm nay không biết do có duyên hay sao mà chương trình này ghép này gặp đúng. Hôm nay gặp mặt thì em thấy như thế nào? Dạ đi. Dạ sao? Dạ thấy rất là xúc động à. Xúc động. Bất ngờ. Thế còn Yến, cảm nhận của Yến như thế nào, cảm xúc của Yến như thế nào? Em cũng rất là bất ngờ khi gặp anh lên trên này, bởi vì chắc cũng có một cái duyên gì đó. Không trả lời là tại bận phải không? Dạ. Công việc của em đi làm ban ngày, xong rồi tối em còn đi làm thêm nữa, nên là em cũng rất là ít thời gian. Dạ. Em, cơ hội đã đến rồi, phất đi. Cảm ơn. Lái xe mình xe được không? Thực sự là hôm nay hai bạn nữ là ngoài cái mức suy nghĩ của em. Ngoài mức suy nghĩ của em. Rất là tuyệt vời. Rất là tuyệt vời. Hai bạn bạn nào cũng hát rất là hay. Hai bạn nữ ở thành phố Hồ Chí Minh, hai bạn trai ở Bình Dương, yêu xa. Quan điểm của em về việc yêu xa như thế nào? Thực sự thì ở khu vực miền Nam thì đội viên là không cảm giác là xa được. Người ta có nói một câu là xa không là ở lòng người, chứ không phải ở khoảng cách. Tình yêu nó cũng giống như là một cái cây vậy đó. Tuy là ở xa nhưng mình vẫn phải chăm sóc, mình phải tưới nước thì mình mới gặt hái được trái ngọt. Mày biết. Trước đây em cũng đã từng quen anh ở trên Facebook đó. Em cũng đã từng nghĩ đến cái vấn đề này. Dạ, đã biết, em đã suy nghĩ tới vấn đề đó rồi. Rồi, có phải vì vậy mà em không muốn trả lời không? Vì thấy xa quá đúng không? Dạ, cũng một phần ạ. Khoảng cách xa tại vì thời gian mà tìm hiểu nhau rất là ít. Đến khi mà hai người cùng quyết định, ví dụ về chung một nhà, hai người ở hai nơi công việc nó rất là cũng xa. Em nghĩ thì không có vấn đề gì cả. Tại vì em ở Thủ Dầu Một, xuống Gò Vấp rất là gần. Có mười mấy cây thôi. Đúng rồi. Lúc trước bạn em cũng ở Gò Vấp đường Lê Đức Thọ. Ngày cái thời mà lúc mà em còn sinh viên thì hay đi lên đi xuống hoài, chơi với bạn hoài. Bên nội em cũng ở Sài Gòn. Công việc em là giáo viên, em dạy buổi sáng, buổi trưa em đi chơi chở học sinh, buổi chiều em dạy thêm. Em nghĩ là cái người đầu đất nước với cuối đất nước, người ta còn đến được với nhau nếu mà thực sự tình yêu đủ lớn. Rồi nửa vòng trái đất ta còn yêu được mà. Còn bản thân em thì nếu mà mình là một người đàn ông thì để cho bạn gái mình khỏi phải lo vấn đề đó thì em sẽ chủ động đi xuống nhiều lần cũng được. Công việc em sắp xếp rất là dễ. Hè thì em được nghỉ 3 tháng, Tết thì em được nghỉ 3 tuần, thứ bảy chủ nhật em được nghỉ. Công việc em làm thêm thì em tự tạo ra em làm thôi. Yến nói Yến làm thêm ban đêm nữa. Chỉ cần Yến nói là sắp xếp được thời gian là cỡ nào anh cũng tới nếu mà chúng ta bấm nút. Tiếp tù rất nhanh. Chỉ là Yến có sắp xếp được thời gian cho anh hay không thôi. Chỉ cần Yến sắp xếp được thời gian cho anh là anh có mặt. Công việc của em có trực đêm, có những lúc em vắng nhà thì mình có thể là lo được cho bản thân mình hay là con, chăm sóc con không? Anh tự lập từ bé. Khi mà anh học lớp 2, mẹ đi làm là nói như anh phải tự chăm sóc, anh tự nấu ăn. Để khi mà mẹ về là có được bữa ăn. Sáng dậy phải quét nhà, giặt đồ. Tất cả những cái gì đó anh đều được thực hiện, làm được hết. Ba mất sớm à? Trước giờ em vẫn là người như vậy. Em suy nghĩ không phải việc này của đàn ông, cũng chả phải việc này của phụ nữ. Rảnh thì mình rảnh tay thì mình làm. Ví dụ như vợ thì nấu cơm thì mình rảnh đó, thì mình ngồi mình phơi đồ. Công việc của cổ là đi đêm hay lâu lâu là cổ phải trực đêm như vậy thì em có ngại không? Không chị, thấy vợ mình như vậy thì mình phải càng phải giúp đỡ nhiều hơn. Em bên ngoài cứng rắn, em coi những bộ phim hoặc là nói về tình yêu thương cha mẹ gia đình gì đó, nước mắt thấy rồi. Nãy giờ tôi ngồi đây tôi cảm nhận mấy lần là rưng rưng nhắc. Em thì sao, có làm việc nhà phụ vợ không? Chắc chắn là chị. Họ ở bên Nhật cũng phải tự làm mà đúng không? Các bà là phải ở trọ ở một mình ở tiệm. Nên là mọi thứ đều, việc nhà đều phải tự lo được. Công việc của em rất là bận. Và thường là chủ yếu là vào ban đêm á. Thì anh có ngại nếu mà cái đồng hồ sinh học của em nó hơi khác người ta. Em có thể chăm sóc gia đình con cái rất tốt vào ban ngày, nhưng mà ban đêm thì em lại muốn toàn tâm cho công việc á. Thì anh nghĩ như thế nào, anh có e ngại vấn đề đó không? Đối với anh thì nghĩ là không có vấn đề gì. Như là mình tôn trọng cái công việc của nhau. Nhưng ban đêm là em đi dạy hả? Hay là cái gì mà ban đêm là bận? Dạ, tại vì
Trường em là hoạt động ban đêm ngoài giờ đi học của các bé. Tới mấy giờ? Thường là có khi 10 giờ hơn. Đêm nào đâu giờ đó về thì cơm đã dọn sẵn rồi, còn giặt vũ đồ thì đã có đó, nhanh lắm bột giặt cho anh. Sợ là một. Sợ. Giặt và xả trong một mất có 15 phút về, xong. Giặt đúng rồi đúng chị. Không? Bây giờ tôi chỉ dành còn 30 giây nữa thôi, ưu tiên cho hai bạn nam, tại vì các bạn nữ của tôi thích sự chủ động. Bây giờ hai bạn còn muốn thể hiện điều gì nữa không? Mỗi người 30 giây, nếu không là chúng tôi hết giờ và bấm mỗi nút. Người nói được một câu. 30 giây bắt đầu, mạnh dạn lên. Mình cho anh hỏi sự là quê nhớ Sài Gòn, người ở miền Nam. Thì cái về cái giọng nói như này thì có vấn đề gì ở lợn ở đó? Thật ra thì em cũng định chia sẻ nhưng mà em ngại quá. Giọng của anh rất là dễ thương. Giọng của anh rất là dễ thương. Giọng anh rất dễ thương. Tới ông thầy thể dục của tôi nè. Rồi nhanh nè, 30 giây. Yến có cái trải lòng giống lúc nãy á, thì nếu mà đến được với nhau á, thì sợ nhất là vấn đề gia đình hai bên. Vấn đề đó thì yên tâm, cái đó là em quyết như thế nào thì gia đình phải theo vậy thôi. Mình đã tự lập rồi thì gia đình phải luôn luôn ủng hộ mình. Và đặc biệt mẹ em thì rất là yêu thích con gái. Sống với hai thằng trai tụi bay nhỏ lớn tao chán lắm rồi. Thì có đứa con dâu hiền hậu là mê lắm. Dạ, đặc biệt là nếu mà đồng hương với mẹ nữa thì thôi khỏi phải nói nữa. Rồi hết thời gian nha. Chúng ta sẽ đến với khoảnh khắc quyết định. Sau 5 giây của anh Hứa Minh Đạt thì các bạn hãy bấm vào cái nút bấm của mình. Bây giờ các bạn hãy đặt tay vào nút bấm đi. Chọn ai cũng được, thích ai chọn nấy, chứ không cần phải chọn theo cái sự sắp đặt của chương trình đâu nhé. Rồi mời các bạn đặt tay vào nút bấm đi ạ. Đây là chương trình ghép đôi thần tốc, nơi thể hiện cảm xúc chân thật nhất. Các bạn có 5 giây. 5 4 3 2 chúc thôi, mừng đi trời ơi, cho chút cảm xúc của em lúc này có Yến làm chị, em chỉ lo nhất trong đây là em luôn á. Thiệt á. Sao Yến thì hôm nay mình đã đến đây thì cũng là một cái duyên rồi. Thì muốn tìm hiểu thêm thì mình sẽ cho nhau một cơ hội để tìm hiểu sâu hơn. Thật ra ít phút ở đây hoặc là ví dụ mình có gặp trên mạng mình chưa mở lòng cũng khó lắm. Hôm nay mình gặp trực tiếp nên cho nhau có cơ hội, biết đâu được những cái gì em lo lắng trong lòng thì nhiều khi anh ấy sẽ tháo được những cái nút thắt đó thì sao. Không được thì mình cũng có thêm một cái mối quan hệ vẫn tốt cho mình. Chúc mừng em nha. Chị hồi hộp lắm. Hồi hộp mình Yến thôi hả? Sao em cảm xúc sao, vui không cưng? Dạ vui. Vui hả? Mời hai bạn đứng đây trước. hai bạn đầu tiên. Như là giống như là một cái con người anh nằm trong đây đó thì anh cũng mong em là... nắm tay nhau đi hai bạn, nắm tay nhau. Ôm đi một nụ hôn đầu tiên để kỷ niệm ngày hôm nay chúng ta gặp nhau. Trời ơi, ơi cặp xanh món quà về với chính chủ chủ động. Vì em rất là thích style công sở giống như anh, cho nên trong này là một chiếc áo sơ mi công sở. Và cái quan niệm tình yêu của em thì cũng chỉ có một người duy nhất, cho nên em chỉ chuẩn bị một món quà duy nhất thôi. Vì em không muốn người đàn ông của em mặc trùng áo với người khác. Bây giờ làm nắm tay nè, quyết liệt lên coi. Nắm người tay chủ động. Một nụ hôn khởi đầu. Mạnh mẽ lên. Thơm đi. Dạ. Mạnh mẽ lên. Ôi.